các bạn. Trước mặt Đinh Trang lúc này là dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm Copman 2 bóng với mã sản phẩm là K2VH. Và đây chính là một bộ sản phẩm như các bạn thấy thì sẽ bao gồm một đèn sửa nhà tắm. Thêm vào đó là một thanh treo để chúng ta có thể sử dụng để lắp đặt sản phẩm treo lên tường. Thêm vào đó là các ốc vít sử dụng trong việc là lắp đặt đèn sửa. Một cuốn hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành. Với dòng sản phẩm nhà tắm cốp đèn sửa nhà tắm Copman K2BH này thì các bạn sẽ được bảo hành trong vòng là 3 năm. Và như các bạn thấy thì đây chính là kết cấu của dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm này với hai bóng. Hai bóng này được sử dụng với hai công tắc riêng biệt. Và để sử dụng thì các bạn chỉ cần bật công tắc lên, mỗi công tắc này tương ứng với cả một bóng. Nếu muốn sử dụng đồng thời cả hai bóng thì các bạn sẽ bật cả hai công tắc. Với dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm Copman 2 bóng này thì sẽ phù hợp với cả phòng tắm có diện tích nhỏ. Và với dòng sản phẩm này thì các bạn cũng có thể dễ dàng lắp đặt ngay tại nhà. Trước khi lắp đặt thì các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ đầu tiên là sẽ ngắt nguồn điện. Sau đó là chúng ta sẽ tháo cả hai bóng đèn ra để tránh việc làm vỡ bóng hay là làm hỏng bóng trong quá trình chúng ta lắp đặt. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ bắt ốc vít để chúng ta có thể cố định thanh treo này ở trên tường. Sau đó là chúng ta chỉ cần lắp đặt đèn sửa nhà tắm ở tại hai cái điểm mấu của cái thanh treo này là chúng ta có thể lắp đặt xong đèn sửa nhà tắm rồi. Rất là đơn giản. Và sau khi các bạn đã lắp được sản phẩm đèn sửa nhà tắm treo trên tường rồi thì chúng ta bắt đầu lắp hai chiếc bóng sửa này vào. Tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han, hàng chục triệu người Việt tin dùng.